Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sự ra đi của người đàn ông xa vợ. Vụ án được phát hiện khi vợ chồng người bắt tôm trên sông Cải Sạt thấy một cánh tay nổi lập lờ lẫn trong đám bèo tây tại vị trí gần cầu Hải Tân, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngay sau đó, công an nhận được tin báo đã khoanh vùng tìm kiếm quanh khu vực cầu Hải Tân. Trước cùng ngày vớt được thêm 4 phần thi hài, gồm 2 chân và 2 nửa phần thân. Nhận dạng đại thể cho thấy nạn nhân là nam giới, được phát hiện trong tình trạng nhiều phần đại thể tách rời nhau, không còn khả năng nhận dạng. Công an tỉnh Hải Dương trưng cầu giám định vân tay cùng với nhận dạng của người thân trong gia đình đã điều tra ra danh tính nạn nhân chính là ông Nghiêm Viết Yên. Tìm hiểu nhân thân nạn nhân, được biết ông Yên có vợ và 2 con, một trai một gái. Khi con trai út 1 tuổi, ông Yên bắt đầu đi lao động ở tiệm khác. 4 năm sau, người vợ cũng sang làm ăn với chồng. 2 con nhỏ gửi bà nội ở quê trông nom. Xa bố mẹ, nhưng cô con gái đầu ngoan hiền, chịu khó học, đỗ vào trường Đại học Y Hải Phòng. Ngược lại, cậu em là Nghiêm Viết Thành, càng lớn càng ương ngạnh, thường xuyên trốn học và trộm cắp tiền đi chơi điện tử, việc học ngày một sa sút. Sợ con cái hư hỏng, vợ chồng thống nhất để ông về Việt Nam chăm sóc dạy dỗ con. Người vợ tiếp tục làm ăn ở nước ngoài, dự định sẽ về nước đoàn tụ trong vài năm tới. Cảnh sát tích cực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm khẩn trương làm sáng tỏ vụ án, bắt được hung thủ để trấn an dư luận. Tài liệu điều tra cho thấy, thường ngày ông Yên quản lý con trai rất chặt chẽ về tiền bạc để ngăn con sa đà vào điện tử. Tuy nhiên, sáng một ngày, sau thời điểm ông Yên bị lấy mạng, con trai nạn nhân lại có 200.000 đồng mang đến trả nợ. Cậu này còn mua liền một lúc 30 thẻ điện tử game với giá 3 triệu đồng. Chiều cùng ngày, nam sinh này lại đạp xe đến cổng trường, trả nợ chị bán quán nước 100.000. Cùng chiều hôm đó, con trai ông Yên và bạn gái nạp hết số thẻ 3 triệu đồng vào tài khoản ảo trên mạng để chơi điện tử. Đến sáng hôm sau, cậu này không đi học mà tiếp tục đến quán điện tử, mua thẻ chơi game hết 2 triệu. Đáng lưu ý nữa là buổi sáng phát hiện đại thể ông Yên, nhiều người thấy cậu con trai lái chiếc xe máy của bố đi học. Tối cùng ngày, khi một người họ hàng điện thoại thông báo với Thành về việc ông Yên bị sát hại, cậu này cho biết đang chơi điện tử với bạn gái ở quán gần nhà và sẽ về ngay. Đoạn đường chỉ hơn 1 km, nhưng mấy tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng người con trở về. Gọi điện lại không liên lạc được, con trai nạn nhân từ đó cũng mất tích. Thông tin từ những người thân cho thấy, quan hệ giữa bố con ông Yên không mấy gắn bó. Một phần do hai cha con đã xa nhau nhiều năm, mặt khác do con mê điện tử, học hành chênh mạng, ông Yên lại là người nóng nảy nên thường mắng chửi con, có lần còn động tay động chân với con. Thành ngày càng tỏ ra bất mãn, không tôn trọng cha vì những lời bàn tán ông Yên có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. Lời khai rợn người, quý tử chính là hung thủ. Cảnh sát nhận định, con trai nạn nhân Nghiêm Viết Thành là nghi can vụ án. Công an ập vào một nhà nghỉ ở thành phố Nam Định, bắt giữ Thành đang nằm xem vô tuyến. Chiếc xe máy của ông Yên dựng gần đó vẫn còn vương vết huyết. Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận toàn bộ tội ác gây người của mình. Thành khai nhận, Thành phát hiện bố có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác. Thành đã tận dụng bí mật này để biến bố thành ngân khố rút tiền. Mỗi tháng, ông Yên chi 2 triệu cho quý tử tiêu vặt để giữ miệng. Vào ngày sinh nhật lần thứ 18, Thành xin bố tiền đi tổ chức sinh nhật, nhưng ông Yên không cho, thậm chí còn quát mắng Thành suốt ngày chơi bời, lêu lỏng. Đến ngày 30 tháng 4, Thành vét sạch tiền trong túi đi chơi điện tử, lô đề, cá độ nhưng đều bị thua. Số tiền nợ ngày càng lớn, lại không thể vay mượn được ai nữa. Lúc này Thành quyết định về nhà xin bố thêm một lần nữa, nhưng ông Yên kiên quyết không cho. Túng quẫn quá, Thành lấy trộm điện thoại di động của bố đi bán. Phát hiện sự việc, ông Yên rất bực tức, ra sức mắng nhiếc cậu quý tử. Đến sáng, Thành bỏ học đi chơi điện tử
và bị các ông chủ thúc ép trả tiền, nên hắn buộc lòng vác mặt về nhà xin tiền bố. Tuy nhiên, ông Yên vẫn kiên quyết không cho và liên tục mắng mỏ con trai. Trong lúc tức giận, Thành nghĩ, bố bao gái thì được mà con xin tiền trả nợ lại không cho. Thế là hắn ôm hận trong người. Đến khoảng 21 giờ, khi chỉ có hai bố con trong nhà, Thành đã cầm hung khí giấu vào trong người, đi lên phòng trên, nơi ông Yên đang xem TV. Lúc đó Thành rút hung khí phay nhiều nhát, khiến ông Yên thiệt mạng tại chỗ. Thành nảy sinh ý định mang đại thể cha ra sông vứt nhằm phi tang. Tuy nhiên thấy việc vận chuyển đại thể khó khăn, Thành nghĩ nếu mang vứt cả cái thây thì dễ bị phát hiện. Nên hắn nghĩ ngay đến chuyện chia nhỏ cho dễ vận chuyển. Thành xuống bếp, lấy thêm hung khí mài sắc rồi chia thây thành 4 mảnh. Chờ đến khuya, Thành mang thi hài đi vứt làm 4 lần. Xong đâu đấy, hắn về nhà lau các vết huyết. Dưới sàn nhà, lục ví lấy 8,5 triệu đồng rồi đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Kẻ sát hại cha thoát án kịch khung. Tại cơ quan điều tra, Thành tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ăn uống đầy đủ, không khóc lóc cũng không kêu oan. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Thành 4 năm tù giam về tội cướp tài sản, mức án cao nhất về tội sát hại người, tổng hình phạt là tử hình. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân tối cao đã nhận được đơn của 12 người, họ nội ngoại của Thành, đề nghị bị cáo hiện là con trai duy nhất của nội tộc, đề nghị tòa cứu xét để tránh tuyệt tự cho dòng họ. Đại diện bị cáo cũng là đại diện hợp pháp của bị hại, bà Nghiêm Thị Nguyên là mẹ và Nghiêm Thị Ngọc Liên là chị gái Thành cũng có đơn kháng cáo, đề nghị hội đồng xét xử cứu xét để Nghiêm Viết Thành có cơ hội sống. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, trình bày của bị cáo và những người tham gia tố tụng, hội đồng xét xử xét thấy do xa cách nhiều năm nên tình cha con của ông Yên và Nghiêm Viết Thành không được sâu sắc, gắn bó. Trong gia đình, giữa Thành và ông Yên luôn căng thẳng. Ông Yên luôn dạy bảo bằng cách thức nói nhiều và dùng lời lẽ coi thường. Xỉ vả Thành, bị ông Yên chửi khiến bị cáo đã nhiều lần muốn quyên sinh nhưng được mọi người can ngăn kịp thời. Suy nghĩ và hành vi của bị cáo là quá non nớt, thể hiện sự không hiểu biết nhưng lại lo sợ về hậu quả mình gây ra, nên đã có hành vi làm tăng trách nhiệm hình sự. Bị cáo phạm tội khi mới 18 tuổi, 6 ngày, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Xét theo kháng cáo của bà Nguyên và chị gái bị cáo, cũng là đại diện hợp pháp của bị hại, xin giảm hình phạt cho Thành với lý do trong gia đình chồng, cha đã mất, nay bị cáo bị kết án kịch khung, đó là viễn cảnh đau thương. Gia đình chỉ còn hai người phụ nữ, sẽ không thể sống nổi khi thảm họa sụp xuống, mà họ là người phải gánh chịu nặng nề về tinh thần. Chính vì vậy mà hội đồng xét xử thấy có cơ sở để áp dụng tính nhân đạo của pháp luật. Trong phiên xét xử phúc thẩm, Tòa Nhân dân tối cao chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt tù chung thân đối với Nghiêm Viết Thành. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.